Xin chào anh em, chào mình em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Và ngày hôm nay tiếp tục lên sầm cho anh em thiết bị bù đầu giải mã thông minh của VKTV phiên bản DA9 Plus, bản màu đen cao cấp. Và đây là một trong những thiết bị rất là quan trọng để các anh em có thể cải thiện âm thanh tiếng nhạc sắc nét chi tiết, lấy tín hiệu trực tiếp từ đường cổng quang và giải mã âm thanh ra đường cổng AV để kết nối các thiết bị mà không có đường cổng quang trực tiếp. Và chúng ta sẽ giải mã âm thanh ra một cái chế độ âm thanh giải tần cao hơn, sắc nét chi tiết, nghe tiếng nhạc sôi động và vô cùng chuyên nghiệp đến từ bộ đầu giải mã thông minh của VKTV. Và theo em được biết là bộ đầu giải mã này ở trên thị trường dường như bây giờ rất là hiếm hàng các bạn ạ. Không ở đâu có, rất là ít đơn vị còn số lượng hàng nhiều như bên em Tùng Audio. Đợt này bên em về thế là em đã ủ được cái số lượng hàng rất là lớn để phụ em khách hàng. Thế nên là anh em mà có nhu cầu mua hàng, bên em vẫn sẵn lòng phụ anh em với phiên bản VKTV DA9 Plus, phiên bản bộ đầu giải mã thông minh. Và đợt này thì cái phiên bản này là một trong phiên bản hàng cháy. Thực sự là rất nhiều anh em lựa chọn đi tìm mua mà không thể mua được. Và nếu có anh em đang xem được video này của bên Tùng mà đang cần mua một con giải mã thông minh, đặc biệt là phiên bản DA9 Plus, các bạn hãy đến với cảng nhà em. Và bên em đang xả với mức giá là 650.000 đồng, tặng thêm một phần quà nho nhỏ, đó là bộ dây cổng quang loại tốt nhất bên cảng em. Đó chính là sợi cổng quang dài 2m bọc dù đấy, các bạn đang được nhìn thấy này. Đấy, với cái sợi này ấy, thì chúng ta sẽ lấy tín hiệu âm thanh ra sắc nét chi tiết và cắm các cái lỗ cổng, cắm cổng quang này nó rất là khít đấy các bác nhá. Đây là một trong phiên bản dây đẹp nhất và loại tốt nhất mà em tặng riêng cho anh em khi mua hàng, đặt hàng tại cảng em Tùng Audio với phiên bản bộ đầu giải mã thông minh của VKTV phiên bản DA9 Plus. Còn về các cái linh phụ kiện bên trong thì em sẽ cùng anh em đập hộp ra và kiểm tra lại một nữa về các linh phụ kiện đi kèm của bộ đầu giải mã này các bác nhá. Chúng ta sẽ có dây cổng quang loại thường đi kèm theo máy. Chắc chắn là chúng ta không cần phải sử dụng đến dây này nữa rồi. Khi anh em mua hàng đã được tặng thêm một loại dây cổng quang xịn và tốt. Chúng ta sẽ có pin để sử dụng với chiếc điều khiển thông minh của VKTV. Đây là một trong phiên bản bộ đầu giải mã. Nó khác với phiên bản bộ đầu chuyển đổi thông thường các bác nhá. Thế là anh em mua bộ đầu chuyển đổi và bộ đầu giải mã, đây là hai cái thiết bị. Nó mục đích âm thanh thì nó giống nhau, nhưng về các tính năng thì DA9 Plus bộ đầu giải mã nó sẽ có nhiều tính năng hơn và âm thanh nó cũng sẽ mang lại cho anh em một cái độ truyền tải sắc nét chi tiết hơn so với bộ đầu chuyển đổi thông thường. Và các linh phụ kiện đi kèm như là jack AV 2 đầu trắng đỏ để anh em kết nối thiết bị. Đây là dây sạc nguồn cho bộ đầu giải mã, đường dây DC 5V cho anh em. Dây anten Bluetooth rời. Và đây, bộ đầu giải mã thông minh của VKTV phiên bản DA9 Plus bản màu đen các bác nhá. Hiện tại thì bên em chỉ còn duy nhất bản màu này thôi. Và thật sự là anh em bây giờ không thể kén chọn được nữa rồi. Bởi vì sao ạ? Phiên bản bộ đầu giải mã thông minh hiện tại anh em đi mua màu đen thị trường còn hiếm, chứ đừng nói gì đến phiên bản màu khác nhé các bác. Đấy, và đây các bác nhìn về thiết kế giao diện này. Bộ đầu giải mã thông minh VKTV DA9 Plus có sử dụng là giải tần 192K, đầy đủ các chế độ Bluetooth, USB, tai nghe 3D, cổng quang và chạy chip 24 bit, chip công nghệ cao. Các thiết kế mặt trước đây các bác nhìn thấy. Dòng này có sử dụng đầy đủ các chế độ lấy tín hiệu và chuyển đường cổng nhá các bác. Có thể nhấn input chuyển cổng để chúng ta giải mã âm thanh từ cổng quang này, Bluetooth này, coaxial này, aux này, USB này. Có chế độ âm lượng tổng riêng biệt cho anh em tăng giảm âm lượng. Đấy. Và có mắt IR điều khiển cho anh em thao tác. Đây kết nối phía sau đây các bác chỉ cần cắm kết nối vào đường cổng quang phía mặt sau cho em thôi. Chúng ta sẽ giải mã âm thanh ra đường cổng AV trắng đỏ đây. Chúng ta giải mã để kết nối các thiết bị mà không có đường cổng quang trực tiếp. Ví dụ như anh em sử dụng giải mã với âm ly chẳng hạn, hoặc là các thiết bị như là lâng tiếng hoặc là vang mà không có đường cổng quang trực tiếp, chúng ta có thể giải mã âm thanh ở đây. Đây các bác nhìn, em đang kết nối từ TV thông minh của nhà em đây. Đấy, và qua đường cổng quang nhé. Sau đó em chuyển đổi ra AV trắng đỏ này, sạc nguồn đấy các bác nhé. Và cùng các anh em nghe và trải nghiệm âm thanh của VKTV bộ đầu giải mã thông minh cao cấp của nhà hãng VKTV, xem âm thanh của em nó như thế nào. Và cùng anh em trải nghiệm âm thanh ngay bây giờ đến từ bộ đầu này nhá. Đấy các bác nghe âm thanh chi tiết đúng không ạ? Sáng và sạch đúng không ạ? Và được các anh em, như vậy là các anh em đã được nghe và trải nghiệm âm thanh của VKTV DA9 Plus bản màu đen cao cấp. Được các bạn nghe âm thanh đến từ chất lượng của bộ sản phẩm giải mã thông minh này chưa ạ? Nó truyền tải âm thanh từ đường cổng quang, nó giải mã tích hợp, giải mã cổng quang, âm thanh của âm thanh cổng quang và ra đường AV để kết nối các thiết bị mà không có đường
cộng quay trực tiếp, chúng ta sẽ nghe một chế độ âm thanh rất là sáng, sạch tiếng, chi tiết với giải âm tần cực kỳ hay. Nghe nhạc của chúng ta có thêm giải mã thì âm thanh nó sẽ truyền tải một cái chế độ nhạc tiếng chất hơn và sắc nét hơn cho anh em, để khi chúng ta trải nghiệm âm thanh gia đình các anh em sẽ cảm nhận được sôi động, khoan khoái. Và ngày hôm nay thì bên cửa em Tùng Audio tiếp tục lên sóng cho các anh em bộ đồ giải mã thông minh Vietcat TV DA9 Plus. Đây là phiên bản hàng hiếm rồi các bạn, và hiện tại thị trường âm thanh dường như còn rất ít những đơn vị bán được phiên bản này. Bên em Tùng Audio vẫn có hàng để phục anh em khách hàng với mức giá chỉ có 650.000 đồng thôi. Bên em hỗ trợ tặng dây cổng quang loại tốt nhất cho anh em, nhận hàng, kiểm tra, thử hàng, thanh toán sau, không cần đặt cọc bất kỳ đầu phí nào cả. Khi các anh em mua hàng tại cửa hàng nhà em với phiên bản Vietcat TV, bộ đầu giải mã DA9 Plus cao cấp chất lượng. Xin chào các bác.